Thu Ngân xin chào quý vị bà con. Như quý vị bà con cũng đã biết tới các dòng sản phẩm máy ép cá viên thông dụng hiện đã và đang có tại công ty Bình Quân như máy ép cá viên trục đứng S150, S200, S250 hay S270. Nhưng do nhu cầu ngày càng tăng cao nên đã có rất nhiều khách hàng với mong muốn công ty Bình Quân nghiên cứu và chế tạo ra những dòng máy ép cá viên cho năng suất lớn hơn. Vậy thì trong video ngày hôm nay, quý vị sẽ được chiêm ngưỡng dòng sản phẩm máy ép cá viên công nghiệp hiện đại. Vào ngày 20 tháng 8 năm 2020, Thu Ngân đã tiếp đón một vị khách hàng tại Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đã bay thẳng trực tiếp từ Nam ra Bắc với mong muốn đặt một chiếc máy ép cá viên cho năng suất gần 1 tấn trên giờ. Với đề xuất mà khách hàng đưa ra như thế, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Bình Quân đã tập trung nghiên cứu và đưa ra các bản vẽ chuẩn xác về dòng máy này. Kết quả trong vòng 1 tháng, các kỹ thuật viên tại công ty đã cho ra đời dòng sản phẩm máy ép cá viên trục đứng S400 cho năng suất từ 800 đến 900 kg trên giờ. Trong video là quá trình thử và bán giao máy trực tiếp tại xưởng sản xuất của công ty Bình Quân vào ngày 22 tháng 9 năm 2020, bán giao online trực tiếp qua điện thoại cho khách hàng là anh Trung tại Củ Chi. Máy phù hợp với các phân xưởng lớn, chuyên sản xuất, chế tạo, chế biến cá viên đóng bao, xuất khẩu thị trường. Máy ép cá viên trục đứng S400 với bộ khung được gia công chắc khỏe. Máy sử dụng động cơ từ 30 đến 32 kW, nguồn điện sử dụng ổn định 380V. Buồng làm việc với 3 quả lô ép khỏe khoắn, tương tự như các dòng máy ép cá viên trước đó tại công ty, mặt sàng và dao cắt đều có thể tự điều chỉnh và thay lắp dễ dàng. Để mang tới chất lượng tốt nhất, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Bình Quân đã không ngừng nỗ lực và phát triển, mang tới cho quý vị bà con nền nông nghiệp chăn nuôi hiện đại. Cảm ơn quý vị bà con đã luôn cùng đồng hành với công ty trong suốt quá trình phát triển chăn nuôi. Thu Ngân xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị ở những video kế tiếp. Nếu quý vị thấy video hay và bổ ích, hãy ấn nút đăng ký kênh để theo dõi được các dòng sản phẩm mới nhất từ công ty Bình Quân và để lại số điện thoại của mình ngay phía dưới phần bình luận để được nhân viên tư vấn miễn phí. Mua hàng trực tiếp tại công ty Bình Quân, quý khách hàng sẽ được hưởng chính sách bảo hành máy trong 6 tháng, nhận giá máy ưu đãi tại xưởng sản xuất. Vậy tại sao quý vị còn không nhanh tay liên hệ đặt hàng với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ kỹ thuật một cách tốt nhất?